sữa nghệ hay còn gọi là sữa tiến thưởng, là thức nóng nắm nguồn từ Ấn Độ và đã trở nên bình thường ở các nền văn hóa phương Tây. Theo truyền thống, loại đồ nóng có màu tiến thưởng tươi ấn ánh này được pha trộn bằng cách ngâm nóng sữa bò hoặc sữa thực vật với bột nghệ rồi thêm vào các loại gia vị khác, kém cỏi là quế và gừng. Sữa nghệ được khuyên dùng vì nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể xem như một phương thuốc thay thế để tăng cường năng lực miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. 1. Chống oxy hóa khỏe mạnh. Nghệ có chứa curcumin, một hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa rất tốt, được sử dụng trong hệ thống y học kinh đâm truyền thống của người Ấn Độ trong nhiều thế kỷ. Chất chống oxy hóa có chức năng ngăn các tế bào không bị tổn mến và bảo vệ cơ thể khỏi mất cân bằng oxy hóa. Mất cân bằng oxy hóa được xem là có liên quan đến nguyên nhân của nhiều bệnh lý ở người như xơ giữa động mạch, ung thư, tiểu đường, tổn mến gan, thấp khớp, đục thủy tinh thể, rối loạn thần kinh và trung ương, thần kinh và vận động, Parkinson. 2. Hỗ trợ giảm viêm và đau khớp. Các thành phần có trong sữa nghệ gồm gừng, quế và nghệ có đặc tính chống viêm mạnh, tương đương với chức năng của một số loại dược phẩm mà lại không đi kèm các chức năng phụ. 3. Tăng cường trí nhớ và chức năng não. Lại một lần nữa, chất curcumin trong nghệ biểu hiện chức năng thần thánh của nó. Curcumin kích thích sự sản xuất của các tế bào thần kinh và thế hệ và chống lại các quá trình lão hóa của não. Nhờ vậy, nó có thể giúp cải thiện trí nhớ và hạn chế suy giảm chức năng não do bệnh Alzheimer suy giảm trí nhớ và bệnh Parkinson liệt trung gây ra. Ngoài ra, gừng và quế cũng góp phần giúp cải thiện phản xạ và trí nhớ, cũng như chống lại sự mất chức năng não liên quan đến tuổi tác. 4. Cải thiện tâm trạng. Trong cơ thể của chúng ta sinh tồn một loại rau tây vui vẻ có tên là, nếu lượng bị hạ xuống mức thấp thì sẽ xuất hiện nên cảm giác lo ngại và bệnh trầm cảm. Hoặc chất curcumin trong nghệ có năng lực làm tăng lượng đáng kể, giúp cải thiện rõ ràng tâm trạng buồn rầu và lo âu. 5. Phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Theo các nghiên cứu, các thành phần chính trong sữa tiến thưởng đều có năng lực làm giảm nguy cơ bệnh biểu bệnh tim. Ngoài ra, hai đặc tính chống viêm và oxy hóa kể trên của nghệ cũng giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim và bổn quỵ, đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe hệ tim mạch nói chung. 6. Giảm đường huyết. Thêm quế và gừng vào công thức sữa tiến thưởng có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Bạn chỉ cần bổ sung 1-6 giờ quế mỗi ngày là có thể làm giảm mức đường huyết lúc đói lên tới 29%. Bên cạnh đó, một lượng bé dại gừng hàng ngày cũng có thể giảm chỉ số bam cờ tới 10%. Theo hầu hết các bác sĩ, chỉ số bam cờ là cách tốt nhất để lưu ý một người kiểm soát tình trạng bệnh của mình như thế nào. Một số công thức pha sữa nghệ có cho thêm mật ong hoặc citrulline phong để tăng vị ngọt. Hãy loại bỏ các nguyên liệu này ra nếu người chơi muốn dùng sữa nghệ để kiểm soát đường huyết. 7. Giảm nguy cơ bệnh biểu bệnh ung thư. Ung thư là bệnh do tế bào tăng trưởng mất kém cỏi và rất khó chữa. Ngoài các nguyên lý điều trị thông kém cỏi, việc tìm các biện pháp phòng chống ung thư cũng rất quan trọng. Một vài nghiên cứu cho thấy nguyên liệu trong sữa nghệ như gừng và quế có thể mang lại lợi ích trong vấn đề này như giảm sự sản xuất và tiêu diệt các tế bào ung thư, hạn chế năng lực lây lan của khối u. 8. Tăng cường hệ miễn dịch. Ở Ấn Độ, sữa tiến thưởng kém cỏi mệnh danh là phương thuốc chống cảm rét hiệu quả tại nhà nhờ đặc tính tăng cường hệ miễn dịch. Các nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy chất curcumin trong nghệ có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm, giúp ngăn ngừa và chống nhiễm trùng. Chất xuất từ gừng có thể chống lại virus hợp bào hô hấp, một nguyên nhân bình thường gây nhiễm trùng đường hô hấp trong mùa đông. 9. Tốt cho hệ tiêu hóa. Bổ sung gừng vào ly sữa nghệ có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa trong dạ dày của những người bệnh biểu chứng khó tiêu. Hơn nữa, nghệ cũng có thể cải thiện quá trình tiêu hóa chất béo bằng cách tăng lượng mật của người chơi lên tới 62%. Đối với những người bị viêm loét đại tràng, nghệ có thể ngăn chặn các cơn bùng phát gây nhiều khó chịu, phiền toái. Theo Hindley,